Tiếp hiền một tay cả nhà ơi, 1, 2, 3. Ôi trời đất ơi, hai cái chân. Trời ơi. Chờ cà gót chấm với mắm tôm á nha cả nhà. Cả nhà ơi, hôm hổm Hiền có quay cho cả nhà xem cái trái dưa leo mà Hiền nói đầy gai á. Trời, nó làm cho Hiền có cảm giác nó giống như là dưa Kiwano hồi lúc nhỏ vậy đó mọi người nhìn thấy không? Giống vậy á, nó gai tua tủa khắp nơi nè cả nhà thấy không? Đó thì cái trái lớn là nó như vậy nè mọi người. Nó lớn được bao nhiêu đây rồi nè. Thì nó cũng gai tua tủa. Nhưng mà này không phải dưa Kiwano mọi người, này dưa leo. Đây. Bây giờ Hiền sẽ hái thử một trái non này ăn xem nó là sao ha. Sao Hiền nhớ đợt này Hiền không, có thể là Hiền trồng mà Hiền quên quá mọi người. Trái đầu tiên trái đầu tiên của mùa này. Wow, nhìn này Hiền nghĩ là nó cần phải bự hơn nữa mọi người, nhưng mà nôn quá cho nên hái trước con trái ăn đi cả nhà ha. Ở bên đây nè cả nhà nhìn nè. Mình đi khám cái vòng thử coi mấy cái loại dưa này giờ nó đang phát triển sao mọi người. Đó mọi người thấy không, nó thêm trái nữa nè. Trái nó đậu rồi á cả nhà, cho nên nó mới to được vậy á. Còn Hiền quay cho mọi người xem hôm trước á, cái trái bí rợ mà Hiền thu hoạch á cả nhà. Nó Hiền thấy nó to hơn rồi cả nhà. Vậy là chắc thành công rồi đúng không cả nhà? Đó, giờ chỉ trông tới ngày nó lớn lên thôi. Wow. Ở đây mọi người có biết con này con gì không mọi người? Nó bu vô cái bông mà nó bu đen hết trơn luôn nè. Nhìn lạ quá à, con này thì mới thấy á. Cái dưa hấu tí hon của Hiền không biết sao rồi cả nhà ơi. Đây, qua đây coi tới dưa hấu tí hon đi. Ồ. Đây là cả nhà. Đó. Để Hiền đưa lên gần cho mọi người xem. Rồi nó bé xí à, nó nhìn nó giống như là nhìn nó giống như là dễ vỡ lắm á mọi người. Ơ mọi người thấy không, thấy cưng quá ha. Không biết nó có được thụ phấn chưa nữa cả nhà. Wow. Ở bên đây nè cả nhà, Hiền khoe với cả nhà hồi hôm qua, Hiền tính chờ để quay phim cho cả nhà xem. Nhưng mà nếu mà bạn nào chưa có xem cách Hiền trồng cây á thì cứ coi lại video cũ, Hiền có quay trồng cây nhiều lần rồi đó mọi người. Thì ở đây là cái dưa leo mà Hiền mới mua để trồng nè mọi người, mọi người nhìn thấy không? Nó có cái hình của nó nè. Trái dưa leo sọc sọc nhìn lạ quá mọi người. Đó. Rồi bên đây là Hiền có trồng thử cái dưa chuột tí hon nè cả nhà. Thì dưa hấu tí hon khác, còn dưa chuột tí hon khác. Mấy cái này Hiền đều chưa ăn hết trơn á. Rồi ở đây nữa cả nhà. Cả nhà thấy không? Đây. Cây mấy cái cây bí rợ mà lạ quá. Đó, còn cái này là cây đậu đũa của Hiền. Trồng mà chưa thấy trái gì hết á mọi người. Nhưng mà thấy nó cũng đang phát triển khá ok. Cả nhà thấy không? Cây này thì Hiền không có trồng. Có thể là lúc Hiền giao hạt á thì không hay á. Thì Hiền nhìn mọi người biết nhìn này đúng là dưa hấu rồi đúng không cả nhà? Ai nha, nếu mà bạn nào có trồng cây thì biết cây này nhìn là lá dưa hấu rồi nè. Nên Hiền để nó phát triển thời gian xem này dưa hấu nào vậy. Thì lá nó to quá chừng luôn mọi người. Đây bây giờ xin mời mọi người qua thu hoạch cái cây cà chua bi trồng chậu của Hiền. Rồi mọi người thấy không? Hiền bạc hết lá ở dưới á. Tại vì hồi lúc trước Hiền hay để lá ở dưới. Tại vì không có kinh nghiệm á mọi người. Nhưng mà để lá ở dưới là nó dễ bị nấm bệnh lắm. Sao cái Hiền biết cái Hiền giống như là lá cái mình bỏ đi hầu hết, bỏ đi lá mọi người. Tại vì khi mà lá chạm lá là nó dễ sinh nấm bệnh. Trồng riết không có kinh nghiệm cả nhà ha. Đó trời mưa có nó bị nứt trái. Thì có coi video thầy Thích Phá Hòa chia sẻ là thầy gửi tiền về một tu viện khác để mà giúp đỡ người dân ở miền Trung á, mà như là thầy chia sẻ 1.000 phần quà hay sao á. Mọi người đi vô trong Facebook đánh
Trúc Lâm và Tây Thiên thì sẽ ra tu viện Trúc Lâm của thầy á. Thì khi mà mình gửi tiền như thầy đã gửi để giúp cho những hoàn cảnh ở những khu vực lụt á, nghe nhìn thấy nó cảm động quá mọi người. Ở bên đây có mấy cái cây xà lách này nè, nó lên nhồng lên hết rồi, nó lên bông hết trơn rồi, nên hôm nay Hiền sẽ quyết định nhổ mấy em này bỏ đi. Cả nhà thấy không, nó cây nó cao lên nè. Còn cây nào nó nhỏ hết luôn. Hôm nay trời nó mưa cho nên nó hả họ cần tưới cây luôn, sướng lắm mà cây nó vẫn ẩm đó. Cả nhà thấy không, nhổ là đi, nhổ là để gì. Miễn mà có trời mưa là cây nó ẩm lắm luôn á, mà nó lại phát triển rất là tốt rồi. Biết vậy là cái đợt đó Hiền gieo nhiều hạt cà rốt lên rồi cả nhà. Nhìn cái vườn cà rốt nó xanh tươi, thấy em dễ sợ luôn á. Bây giờ Hiền đang muốn kiếm nhổ thêm cà rốt, vui quá cả nhà. Hôm nay muốn ra kiếm nhổ thêm nè. Wow, để kìa tìm coi cái củ nào to to đi. Mọi người nhớ củ tím này hôm trước không? Hiền cũng tính nhổ rồi, nhưng mà bởi vì á cái sao mà cái phần ngọn nó yếu quá, cầm để nhổ mà nó không lên, nó muốn không lên vậy nè mọi người nhìn nè, nó yếu mình nó muốn bị đứt chứ nó không chịu lên. Chắc Hiền nghĩ chắc còn bé. Nhìn cái củ này nhìn gì cũng được rồi nè cả nhà, cởi đầu nữa nè. Mấy cái củ tím đây, còn một củ tím khác nữa. Nhưng mà củ tím này nó nhìn sao mấy củ tím nó phát triển chậm hơn mấy cái củ đò cam hay sao á. Đây mình đi qua đây mình coi coi có củ nào to to. Đây củ này củ cà rốt màu trắng nè cả nhà. Mấy củ màu trắng luôn. Củ này màu vàng. Đào củ này hết cả nhà. Củ này màu vàng nè. Hiền nhổ mà chưa có trúng củ màu vàng cả nhà ơi. Đây bây giờ Hiền mời cả nhà sẽ nhổ thử cái củ màu vàng này với Hiền xem nó như thế nào. 1, 2, 3. Trời ơi, khó lên thế. Mọi người tiếp Hiền một tay cả nhà ơi. 1, 2, 3. Ôi trời đất ơi. Trời đất ơi cả nhà ơi. Cái củ này phải màu vàng không mọi người? Đúng rồi, màu vàng nè, không phải mà là không phải là màu cam, nó là màu vàng. Mọi người nhìn nè, cái củ này nó không có chịu dài mà nó giống như là uống đồ Hiền muội mọi người ơi. Trong cà rốt mắc cười quá mọi người. Bởi hỏi sao bây giờ Hiền không thích nhổ cà rốt, thì thấy nó vui quá. Đây nè, cái này nó cũng đang hơi dày dày trong cái đám này cho nên Hiền sẽ nhổ cái này luôn. Bây giờ mình sẽ nhổ cái củ này luôn và chừa chỗ cho những củ khác phát triển bự hơn hết cả nhà ha. Đây củ này thấy cái đầu nó cũng to to rồi nè, mà không biết mọi người đoán thử coi cái này sẽ là một củ mà một củ mà dài hay là lại là một củ khác mà tròn lũm mà cục ngủng như củ kia với hai cái chân. Trời ơi. Wow, củ này ngon nè mọi người. Cái củ này nó đúng chất như là những cái củ cà rốt. Nhìn đẹp nè, cái củ kia thì nhìn téo. Trời ơi, nhổ vui quá cả nhà ơi, không lẽ nhổ nữa chứ trời. Đó cả nhà thấy không, cái đây là cái cách mà mình nhìn màu của củ cà rốt nè cả nhà. Mình cứ đào đào nó vô nè, cái này cam, cái này trắng nè. Còn cái này hình như là cam với trắng hoặc là vàng với trắng nè mọi người. Xong rồi cứ đào vòng vòng nha, nhìn thấy được màu. Cam, một củ cam khác nè cả nhà. Đây là cái kết hôm nay của Hiền. Rồi mọi người nhìn. Một cái củ dài giống như là những củ cà rốt thông thường mua ở chợ. Còn ở đây là một cái củ mà giống như là kiểu em ấy em là Ú Nu Hiền muội, và hai cái chân của em ngắn chân dài nữa mới ghê chứ. Cưng quá chừng luôn. Trời ơi, khoái đào cà rốt với mọi người, bị ghiền rồi, bị ghiền đào cà rốt rồi. Đây bây giờ Hiền sẽ mời mọi người thu hoạch cái cải trắng chung với Hiền nha. Cái vườn cải trắng này á ăn cũng được một thời gian rồi, bây giờ nó bắt đầu ra bông rồi đó mọi người. Thì giống như Hiền có nói với mọi người là Hiền sẽ vẫn tiếp tục trồng mấy cải trắng này, tại ăn nó rất là ngon.
mọi người thấy không? Thì mới thấy có con bướm bướm nó bay lại á mọi người. Nhìn thì nó đẹp vậy đó, chứ nó bay lại là nó đang có những cái thuyết âm mưu đối với cây cải của Hiền. Hiền thấy có nhiều người đi ủng hộ Bảo Lục miền Trung quá mọi người ha. Nhìn vậy thấy cũng mừng. Tại vì có những người thì sẽ quyên góp tiền, còn có những người ở gần á thì sẽ có khả năng để đến tận nơi giúp đỡ cho bà con đó đó. Lá nào già cái Hiền bỏ ra. Mà Hiền nhìn thấy quay nhà của bà con trên đó nhìn khó khăn quá mọi người, nhìn thấy buồn quá. Là mình thấy mọi người trên đó nhà đã khó khăn rồi mà còn mỗi năm còn bị bão lụt nữa, tội quá cả nhà. Cái cây này thì chắc là Hiền sẽ xử cái đọt của nó thử xem, tại vì mấy cây kia ra bông mà. Nè, nó còn ra thêm nhánh nè, không biết có cho tôi thêm được lá ăn không nữa. Ở cả nhà thấy không, có con bướm nó đang bay vòng vòng đây nè, không biết muốn làm cái gì đây nữa. Chỗ sao cơn mưa rau cải gì nó cũng phát triển quá chừng tốt. Hôm hổm cái vườn này là Hiền bắt được hai con sâu quá chừng to luôn, hai con sâu mà người ta kêu mà bên Việt Nam kêu sâu keo hay gì cả nhà, to lắm, to luôn. Hiền sẽ xử luôn cái bông này. Và Hiền thấy mấy cây kia nó đang cho hạt rồi kìa. Đây cả nhà ơi, có bạn á kêu Hiền quay cập nhật, hỏi là cái vườn măng tây của Hiền trồng hồi năm ngoái thì bây giờ sao rồi. Thì đây là Hiền sẽ quay cho mọi người xem ha. Đây là cái cây măng tây nè, đó. Nó ngang ngửa qua tới đây á cả nhà. Đó. Và trong đây, đây mọi người thấy không? Nó bắt đầu nó ra những cái cây măng. Hiền thấy cái bụi măng này nó vẫn còn ốm lắm, chắc còn lâu mới được ăn à. Mà Hiền nghe đâu măng tây là tới 2 năm trở lên hay gì mới được ăn mà cả nhà. Thấy lâu quá chừng luôn á, cảm thấy như vịu vợi vậy. Này mọi người thấy không, cái bụi măng tây này nè, thì cái thân nó bắt đầu to lên rồi nè. Đây cái cây này mới mọc nè. Còn cây này hôm trước Hiền lỡ đụng trúng nó làm gãy, nhưng mà Hiền tính bỏ rồi, Hiền tính cắt luôn cây rồi. Nhưng mà tại vì thấy nó có mọc ra hai cái nhánh hai bên nè, có nghĩa là vẫn còn nó vẫn còn phát triển được, cho nên Hiền để ra đó. Mọi người thấy không? Đó, mấy bụi măng tây nè nó lên nè. Đó. Đó, măng tây của Hiền đang phát triển ok á mọi người, tùy bụi. Có bụi thì nhỏ hơn, có bụi to hơn, như bụi này nè thì nó nhỏ hơn nè. Đó. Phải ráng chờ thôi cả nhà, trồng măng tây thì mình phải kiên trì tí rồi. Đây sẵn mình đang ở đây, Hiền sẽ hái một mớ rau thơm vô để tủ lạnh ăn. Có cỏ thì mình nhổ ra ha cả nhà. Mấy cái vườn cao này thì nó ít bị cỏ, còn mấy vườn thấp thấp á cỏ thường xuyên á, thì phải ra nhổ hoài vậy. Còn ngày xưa lúc mà đi chợ Na La mà thì kiếm mua rau thơm này á, nhầm khi có nhầm khi không. Rau thơm này mà mọi người ăn bún nước lèo miền Tây á, có rau thơm với lại rau răm nó mới ngon. Đó. Nó bún nước lèo miền Tây làm thèm quá mọi người. Lâu rồi Hiền không ăn món này. Món ruột của Hiền luôn. Trời ơi, nó ra đâu mà quá chừng rau thơm mà cả nhà. Hồi ngày xưa Hiền trồng có một cây một á. Giờ cả nhà coi nè, đâu cũng có hết. Wow. Ngon quá chừng, trời còn có em cào cào trên đó nữa, hình như cào cào là phá cây đúng không mọi người. Siêu quậy vô đang phá của Hiền chứ đâu.
Và bên đây mọi người nhìn cái vườn rau răm hôm nay. Hôm nay Hiền thu hoạch nè cả nhà thấy không? Cái này là cái mớ Hiền thu hoạch nè, hiện nó còn thấp. Còn cái này là cái mớ mà Hiền chưa thu hoạch, trời ơi, nó cao nhồng lên luôn. Có mưa là nó cao kinh khủng luôn mọi người. Đó, Hiền thu hoạch kiểu này á, thấy nó meo ra lắm mọi người. Mới có mấy bữa mà thấy nó chuẩn bị nó nhậm giò tiếp rồi. Thì nghe nói miền Trung năm nay là bị lũ lụt nặng hơn những năm ngoái phải không cả nhà? Hay là năm nào cũng vậy ta? Tại vì thì nhớ lúc bên Việt Nam là thấy miền Trung mình hay bị lũ lụt lắm. Mà thì nghĩ chắc có năm nặng hơn, có năm nhẹ hơn quá đúng không mọi người? Năm nay chắc năm nặng quá. Thấy mấy bạn mà chèo xuồng vô tới chỗ giúp mọi người trời. Thấy vui quá chừng vui luôn á. Cả nhà ơi, thì hôm nay á Hiền sẽ chấm thử cây dưa leo gai này với lại mắm tôm thử xem như thế nào mọi người. Bên đây có củ cà rốt vàng nè, Hiền cũng sẽ chấm thử luôn cả nhà. Trời ơi, để thử xem. Dưa leo này bảo đảm ngọt, Hiền đã rửa rồi. Một ngay rồi cả nhà. Ngon lắm luôn á. Dưa leo này nè, nó mèo ăn thử quá. Một ngay rồi. Nó non tới nào mọi người chưa thấy hạt luôn á. Ngon lắm á. Rồi chấm gì ăn ngon dễ sợ luôn cả nhà. Mọi người nhìn thấy được không? Không có hạt luôn. Ngon lắm. Nè, em yêu quýt em thấy nó non ngon cho nên thì nói ăn nữa không em nói già kìa. Qua cái dưa leo gai này ăn ngon dễ sợ mọi người. Ngọt quá à. Mà nó giòn nữa cả nhà, nó giòn cực kỳ luôn. Em chịu ăn ngon lắm á. Ngon quá. Thì nhớ thì không có chồng dạng này, không biết ở đâu có 3 gram. Nhầm thì không hiểu được. Đây, cái củ cà rốt hai chân. Người trồng cà rốt đó mọi người, nó có những cái điều kỳ diệu lắm. Nó có những củ mà người Tây họ kêu là rì tạc á cả nhà. Trời ơi, Hiền có nói cho cả nhà xem. Chồng Hiền lắm đấy. Cái lúc trước Hiền thu hoạch cà rốt đó mọi người em á. Sao mấy củ nhà mình nhìn nó ngộ quá, nó không giống trong tiệm thẳng băng hả em ha. Mọi người u nu Hiền mùi nè mọi người. Ừ con, nè, để Hiền cho em thêm miếng. Giỏi quá. Nè con cầm ăn luôn đi. Ủa thôi con ăn hết thì mẹ đút. Ờ thôi không cầm mẹ thôi, mẹ đút. Còn bây giờ mọi người có bao giờ thấy ai ăn cà rốt mới thu hoạch chung với lại mắm tôm chưa? Thì thấy ăn dưa leo mắm tôm thì ngon đó. Ngon. Thử như cả nhà. 1, 2, 3. Ngộ quá mọi người. Nhưng mà không có dở nha, ngon á. Mà nếu mà mọi người chịu khó, mọi người pha mắm tôm chung với đường người da cái gì chanh nè. Ở bên Việt Nam mọi người xài trái hành ngon hơn. Với lại ớt á, chấm ngon lắm á. Chị ăn dưa leo này hả? Thấy không? Ngọt phơ. Dạ. Yeah. Ngon ha. Ăn đi mẹ để dành cho. Em mê dưa leo cỡ gì nè. Mốt thu hoạch nó non non vậy ăn quá chừng ngon. Nó chưa có hộp luôn ăn đã vậy sợ mà nghe. Đây. Wow. Cho cà rốt chấm với mắm tôm á nha cả nhà. Cái củ cà rốt màu vàng này ăn cái vị nó khác với củ màu cam. Nó giòn quá chừng luôn mọi người. Mọi người biết ăn cho Hiền nhắm cảm giác ăn gì không? Cái mùi cà rốt của củ màu vàng này nó không có đậm như cái mùi của màu cam. Mùi nhẹ à.
mà nó giòn lắm, nó ngon, nó giòn. Ăn thì thấy giống như là thì đang xoài vậy cả nhà. Cà rốt vàng ngon quá mọi người, ngon lắm, khác khác vị. Ngon lắm mọi người, mọi người có dịp thử ơi. Mà nhớ pha cái mắm tôm á, pha cho vừa ăn trước. Cái này thì pha không có, không có pha luôn á, ăn liền á, thấy không? Thôi hả? Ăn thôi rồi. Dưa leo chấm mắm tôm ăn cũng ngon. Nhưng mà Hiền nói không biết mọi người có tình không, nhưng mà củ cà rốt này cái vị nó khác nha. Nó khác với vị củ màu cam, còn củ màu tím Hiền chưa ăn sống. Hiền thấy củ cà rốt màu vàng này chấm với mắm tôm ngon á. Mọi người nghe cái giòn thấu không? Đi ăn sợi xanh nha. Ngon lắm cả nhà. Ngon. Vậy là cà rốt những màu khác nhau thì nó có bị khác nhau mọi người. Nó thôi mày ăn mùi cái củ màu, củ màu phải cam không hay trắng, củ màu trắng nó cũng rất là đậm vị cà rốt luôn. Còn củ này thì nó ngọt mà nó không có đậm vị cà rốt, mà nó rất giòn mà nó ngọt, nó ngon lắm cả nhà. Củ không bị riêng, mỗi màu có không bị riêng. Cam nó èo một e à, không có bị đắng không gì hết. Trong con ở vườn rồi. Mọi người biết sao hôm nay Hiền quay trong đây không? Tại vì bên ngoài chuẩn bị mưa bão rồi, nên Hiền quay ăn trong đây. Ăn quay ăn bên ngoài nó làm cho một cái đụng cái rồi hy sinh luôn. Ngon quá à. Có con nhện, có đẹp quá. Nguyên hết được. Ngủ nắng trên tay Hiền. Tuyệt vời. Nó vẫn còn non cho nên ăn sống rất là ngon cả nhà. Ngon lắm mọi người ơi. Công nhận cái mắm tôm á, chấm với nhiều thứ cũng ngon thiệt. Không phải chỉ bún đậu mắm tôm không. Thôi cả nhà ơi, Hiền xin kết thúc cái video thu hoạch ở đây. Hẹn gặp lại cả nhà vào phim sau ngày mai. Nếu như mà yêu quý kênh, cho tụi mình xin một like, một share, một đăng ký kênh để ủng hộ nha mọi người. Xin chào mọi người, chúc mọi người có một ngày thật là vui. Hiền cười á, chắc Hiền sẽ cười chấm chiếm để không thôi á, nó dính trên răng cười một cái rồi. Chào cả nhà.